Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlogs. Và cái video này thì Lu sẽ make up và sẽ khui cái này. Cái này là bên Charm á các bạn, Charmer. Cái này ha. Thì cái này đó là một cái son thì mình sẽ make up sơ xong rồi mình sẽ thử cái này ha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Rồi, trước tiên là mình sẽ vẽ cái chân mày, đó là cái phần quan trọng ha. Quan trọng để make up ha các bạn. Ok. Mình cái khuôn có sẵn, mình sẽ make up theo cái khuôn chân mày luôn ha. Của mình luôn. Dễ là cái này nó sẽ bự hơn cái kia, cho nên mình sẽ điều chỉnh lại ha. Ok, nó lem tùm lắm. Rồi, cái phần tiếp theo là mình sẽ chải cái đầu này lại cho nó đều hết các bạn. Cái này mình không có lấy cái kiến cho mình xem á thì nó hơi khó hả, nó hơi khó một xíu. Trước khi vẽ cho mày, các bạn nhớ tỉa cho mày trước nha, tỉa cho mày nó gọn thì các bạn sẽ dễ theo cái khuôn của chân mày mình có sẵn đó. Còn nếu mà nó tùm lum tà la các bạn sẽ khó dễ hơn ha. Đó, mình sẽ tán ra. Đó ha, tán ra cho nó đều lại là ok. Rồi, ok nha các bạn. Ok ha. Nói chung là cũng tạm tạm. Mình không có cái kiến á, nhìn vô nhìn nó hơi khó nhìn một xíu. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó cũng ok rồi. Ok ha. Và bây giờ mình xong cái phần chân mày và bắt đầu mình sẽ bấm mascara. Không có cái kiến nó rất là khó làm các bạn, tại vì cái màn hình nó sẽ không có chính xác, không có độ rõ như là cái kiến ha. Ok, bấm xong choáng váng mặt mày luôn. Rồi bây giờ mình tới mascara hả các bạn, mascara hả. Rồi, ok. Ừ.
Rồi, đơn giản vậy thôi ha các bạn. Thì nói chung bây giờ cái chân mày á, các bạn cũng có thể là vuốt một miếng mascara vô cho cái phần lông chân mày á, nó cứng thêm xíu á. Cái này trải lại để nó dính tùm lum tà la. Ok, mình sẽ chùi một xíu ngay chỗ này ha. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ khui cái này ha các bạn. Cái này là cái charmer gì nè, cái hiệu này nè các bạn, các bạn biết cái hiệu này đúng không? Đây là cái hiệu của nước hoa, thì bây giờ người ta nó làm thêm cái son môi rồi nói chung là nhiều thứ ha, son môi đồ. Nhưng mà cái đặc trưng của nó là nước hoa đó các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ khui cái này ra ha, để cho các bạn cùng xem, rồi mình sẵn mình test luôn cái màu son này ha. Và có một cái điều đặc biệt thì bây giờ mình khui ra để cho các bạn xem là cái điều đặc biệt nó là cái gì ha. Ok, và đây Chamber, thương hiệu đẹp giải thưởng sản phẩm chất lượng khu vực ASEAN 2017. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Wow. Cái món quà này thì của chị mình mới tặng lúc tối. Nhìn khá là đẹp các bạn, khá là sang trọng ha. Đây mình sẽ mở ra như thế này cho các bạn xem. Đó cũng khá là sang trọng. Thì bây giờ mình sẽ thử cái món này là cái món gì nha hôn. Đó, ok. Wow. Chai nước hoa mini các bạn. À. Cái mùi này cũng ngọt nè. Cái mùi này cũng ngọt nhưng mà mình không biết mùi gì. Ok. Rồi, thêm một cái mùi này nữa. Nhưng mà sao hai cái chai này nó lại một cái nhiều một cái ít ta, sao lại một cái nhiều một cái ít ha. Hai màu hai mùi khác nhau các bạn, nhưng mà mình không biết là mùi gì nữa, không biết cái chai này nó có bị đổ ở trong này không nữa, nghi chắc nó bị đổ quá. Ok, và một cái phần quan trọng là cái này đấy các bạn, mình sẽ cho các bạn xem cái này nha, là cái cây màu đen này nè. Lấy rất là cứng. Okay, để mình sẽ mở. Ôi sao cứng như vậy. Cũng vui nha. Ok, và cuối cùng là mình đã mở được cái này rồi. Thì nghe đồn cái này rất là gì ta, rất là thần thánh các bạn, rất là thần thánh. Mà thần thánh như thế nào thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Rồi, mới xài lần đầu không biết cái này là cái gì. Ok, mình sẽ khám phá. Đây có hai đầu ha, một cái hai đầu. Và cái đầu này rất đặc biệt các bạn, mùi này là cái nước hoa, còn cái mùi cái này là son. Son nhìn rất là đẹp. Ok, và bây giờ mình sẽ test cái son này nha. Cái này là cái màu hồng các bạn, cái hồng mà giống cái hồng cánh sen á. Rồi bây giờ mình sẽ test. Ok, và mình sẽ đóng lại cái này trước và mình sẽ khám phá cái đầu bên này. Đầu bên này nghe đồn là nước hoa, và mà xài như thế nào đây. Đây các bạn, mới tháo ra. Ủa nhưng mà xài sao đây. Dặn lên các bạn, xoay đúng là nhà quê có khác. Ok, và cái này là nó cái là cái đầu xịt nước hoa nè các bạn, và bây giờ mình thử cái mùi nha. Các bạn thấy nè. Ok.
cái mùi này rất là romantic các bạn ơi. Very romantic, so romantic. Wow. Rất là thơm. Và ok nha, bây giờ mình sẽ đóng lại cái đầu này. Thì nói chung là cái này rất là tiện lợi các bạn, rất là tiện. Tại vì trong một cái son nó sẽ có một cái chai xịt nước hoa luôn. Mà cái mùi này rất là thơm, đảm bảo các bạn rất là thơm. Vậy là cái hộp này nó cũng rất là khá là thần thánh đó các bạn. Khá là thần thánh. Tại vì nó có hai chai nước hoa. Rồi ở đây thì một cái cây son này mà một đầu nó cũng là nước hoa và một đầu nó là son. Rất là ok, và mình sẽ xoay lại ha. Xoay lại và mình cất cái này đi. Cất cái đầu này lại. Rồi bắt đầu mình sẽ thử sơn, sơn môi. Ok, và bây mình sẽ sơn môi nha. Rất là thơm. Rồi, đây, cái màu son đây. Mình sẽ thử luôn. Cái son cầm cũng rất là đẹp nè các bạn. Rất là chắc chắn ha. Màu hồng rất là đẹp các bạn. Wow. Ok, và mình sẽ lấy cái tay để mình tán cái son này ra. So sweet. Rất là dễ thương các bạn. À, các bạn thấy cái màu ok đúng không? Ok, và cái video đến đây là hết rồi. Thì mình thấy cái sản phẩm này rất là ưng luôn. Rồi cảm ơn chị của mình đã tặng cho mình hồi tối này, chị đã tặng cho mình. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. See you later. Và đừng quên subscribe cái kênh YouTube của Lubulai Vlogs nha. Bởi vì là mình sẽ up video mỗi ngày để các bạn cùng xem. Và chào tạm biệt các bạn. Và see you later.